Xin chào tất cả các bạn. Đối với chị em phụ nữ chúng ta, collagen đóng một vai trò rất quan trọng đối với làn da và mái tóc. Đặc biệt, chị em phụ nữ sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, đó chính là biểu hiện của việc thiếu hụt collagen. Lúc này bổ sung collagen cho cơ thể là vô cùng quan trọng và cần thiết để duy trì sắc đẹp của tuổi 20. Trên thị trường hiện nay cũng có rất là nhiều loại collagen như collagen dạng tươi, collagen dạng viên, collagen dạng nước và collagen dạng bột. Lựa chọn sản phẩm collagen nào phù hợp với cơ thể thực sự là không hề dễ đối với chị em chúng ta. Nếu như bạn là một tín đồ của một sản phẩm collagen đạt đủ 3 tiêu chí, nguồn gốc xuất xứ an toàn, giá thành hợp lý và đặc biệt là các thành phần gần với cấu trúc cơ thể người để cơ thể dễ hấp thu hơn, thì bạn không nên bỏ qua sản phẩm collagen tươi chiết xuất sụn vi cá tổ yến. Chúng ta cùng tìm hiểu về thành phần bên trong sản phẩm các bạn nhé. Sản phẩm collagen tươi chiết xuất sụn vi cá tổ yến với thành phần là collagen betaine từ vi cá mập, axit tialic từ tổ yến xào, nhau thai và các thành phần khác. Toàn những là thành phần quý hiếm và có cấu trúc gần với 90% cơ thể người, do đó cơ thể chúng ta dễ hấp thu và đem lại hiệu quả cao hơn. Trước đây, khi mình tìm hiểu về sản phẩm collagen tươi ở trên web bên Nhật thì mình thấy là với những cái thành phần rất là quý hiếm và ngoài ra mình có đọc qua về những cái nhận xét của khách hàng đã sử dụng thì mình thấy là mọi người đều rất khen sản phẩm. Thì mình nghĩ là sản phẩm này với cái giá sẽ rất là đắt, sợ là về Việt Nam khó bán. Tuy nhiên, sau khi mình có trao đổi với nhà sản xuất thì mình thực sự đã bất ngờ bởi vì giá sản phẩm vô cùng rẻ. Các bạn có tin được không ạ? Một gói collagen tươi chiết xuất sụn vi cá tổ yến như thế này, một gói là 30 viên và có thể sử dụng được 1 tháng các bạn nhé. Nhưng với giá thành chỉ có 350.000 trên một gói thôi ạ. Nhưng mà những cái công dụng thì vô cùng tuyệt vời. Sau khi mà mình đàm phán được với nhà sản xuất với cái mức giá tốt như thế, mình có đem về Việt Nam phân phối. Năm nay là năm thứ 2 rồi và nhận được rất là nhiều review tích cực của khách hàng. Bản thân mình cũng sử dụng sản phẩm này bởi vì mình thấy nè, sản phẩm tốt như thế, thành phần tốt như thế thì tại sao mình không sử dụng? Đâu cứ phải sản phẩm đắt tiền mới được phải không các bạn? Sản phẩm collagen tươi chiết xuất sụn vi cá tổ yến với giá thành chỉ 350.000 trên một gói và dùng được 1 tháng thực sự là phù hợp với tất cả những đối tượng chị em phụ nữ, từ người có thu nhập thấp tới người có thu nhập trung bình, người có thu nhập cao đều có thể sử dụng được. Bạn thực sự là không nên bỏ qua sản phẩm này đâu ạ. Nguồn gốc thì là hàng Nhật nội địa và được kiểm định khắt khe cho nên đảm bảo an toàn với giá thành vô cùng hợp lý. Bạn đừng chần chừ gì nữa, hãy nhanh chóng inbox cho mình các bạn nhé. Nếu ai còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến collagen tươi thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin cho mình sẽ giải đáp cho các bạn. Collagen tươi là collagen với cái thành phần cao gấp 5 lần giá trị dinh dưỡng thông thường của collagen thường. Cho nên là mình sử dụng collagen tươi rất là tốt cho cơ thể các bạn ạ. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.